Người hâm mộ cả nước cũng khó lòng có thể bỏ qua được trận cầu đầy cảm xúc giữa Việt Nam và Malaysia tối ngày hôm qua. Trước đó thì hẳn nhiều người vẫn còn nhớ rằng các cổ động viên Việt Nam của chúng ta đã thể hiện sự hâm mộ cuồng nhiệt với đội tuyển bằng cách là xếp hàng mua vé từ tờ mờ sáng, thậm chí là làm đổ cả hàng rào sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Thế nhưng một thông tin gây sốc hơn đó là nhiều khán giả không cần mất công mất sức như vậy lại có thể dễ dàng vào sân dự khán. Trong vai những sinh viên không đủ tiền mua vé vào sân, nhóm phóng viên Sport 5 đã được chỉ dẫn đến cổng phụ của sân Mỹ Đình. Tại đây có một đội cò mồi đã chờ sẵn để đưa khách trèo rào vào trong, sau đó lấy xe máy chở đi thẳng vào sân vận động. Khi di chuyển, dù trên đường đi có gặp lực lượng an ninh nhưng họ không bị hỏi thăm. Còn tại khán đài A, những người không có vé được xếp hàng bên cạnh bờ tường liền kề với lan can cầu thang tại sảnh A. Khi có tín hiệu cho phép của một số nhân viên an ninh, những cổ động viên này sẽ nhảy qua lan can để vào trong.